hủy 11 công trình sửa chữa lớn trong cụm nhà máy điện Phú Mỹ năm 2019, đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng. Quản lý, tạo nên lực lượng nhân sự nòng cốt trong công tác dịch vụ cung cấp khách hàng, phát triển thị trường của EPS. Điều hành phân xưởng sửa chữa cơ nhiệt Phú Mỹ, dẫn đầu trong phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Cá nhân lại được công ty đề xuất tặng bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. S1 đại xuống máy, Bình Tân đại công trình, bao anh hùng hội tụ, quyết tâm giành thắng lợi, nghĩa tình được thể hiện. Và còn là một người tài hoa, với khả năng sáng tác thơ, mang nhiều ý nghĩa tích cực, lan tỏa tinh thần lạc quan và yêu đời. Chúng tôi đang muốn nói về anh Lê Trọng Trương, nhân vật được vinh danh gương điển hình cán bộ tháng 12 năm 2019. Tại sao công ty đề xuất anh Trương để trong năm 2019 này, ngoài cái việc anh Trương đảm bảo sửa chữa cho Phú Mỹ 11 công trình sửa chữa lớn, anh em thấy một cái khối lượng mà để sửa chữa lớn như thế, trong khi đó cái lực lượng của phân xưởng để hỗ trợ các cái đơn vị sửa chữa trong EBS và sửa chữa ngoài mà ảnh cũng phải đảm bảo cái việc đó, đồng thời là vừa rồi cái DT11 cũng đã giao trước cái tiến độ 3 ngày. Một lần nữa tôi đại diện cho công ty và công đoàn và toàn thể cán bộ nhân viên cũng tuyên dương anh Trương thời gian qua đã nỗ lực và đã hoàn thành được cái vai trò và trách nhiệm của mình ở vừa qua. Chắc cũng mong là tất cả các đơn vị cho một vài pháo tay và chúc mừng anh Trương. Công ty và công đoàn cũng có một cái phần quà tượng trưng thôi để động viên và cũng khích lệ các cái anh em trong cái thời gian vừa qua đã nỗ lực để cho mời anh Trương lên để nhận quà. Chúc mừng nha. Cố gắng nha. Thì thành công của cá nhân thì nó cũng xuất phát từ của tập thể. Thì nếu mà không có tập thể của sự nghiệp cơ Phú Mỹ hỗ trợ cố gắng và sự phối hợp của các đơn vị và chỉ đạo công ty thì thực ra nó cũng không thể hoàn thành được năm 2020. Tập thể của sự nghiệp cơ Phú Mỹ cố gắng để phát huy cái truyền thống của các thế hệ của lãnh đạo phân xưởng đi trước, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020. Và em cũng được biết là trong đợt xét thi đua năm 2019 vừa qua thì phân xưởng sửa chữa cơ nhiệt của mình đã đạt được số điểm cao nhất. Thì cũng xin chúc cho anh Lê Trọng Trương sẽ ngày càng phát huy được vai trò của một người chỉ huy năng động, trách nhiệm sáng tạo và sẽ đưa phân xưởng sửa chữa cơ nhiệt Phú Mỹ ngày càng phát triển hơn nữa.